Cô chào tất cả các em học sinh lớp 6 của trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé đến với bộ môn lịch sử và địa lý. Hôm nay chúng ta sẽ học phần lịch sử. Ở chương số 4 Đông Nam Á từ những thế kỷ tiếp giáp công nguyên đến thế kỷ thứ 10, bài số 12 Các vương quốc Đông Nam Á trước thế kỷ 10. Ở tiết trước thì chúng ta đã tìm hiểu về sự xuất hiện của các vương quốc cổ từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 6. Còn phần 1 nhỏ thì chúng ta đã tự học rồi. Các bạn sẽ tự học phần 1 nhỏ. Mục 3 nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục mục 3 nhỏ, sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ đầu thế kỷ 7 đến thế kỷ 10. Chúng ta vào phần 3 La Mã, sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 10. Các bạn sẽ quan sát lược đồ 12.3 và bản đồ 12.1. Em hãy xác định những vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 10. Cho biết vị trí của các vương quốc đó thuộc các quốc gia Đông Nam Á nào này. Đây chính là lược đồ các quốc gia phong kiến Đông Nam Á từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 10. Còn đây là bản đồ các nước Đông Nam Á ngày nay. Trước tiên thì chúng ta sẽ liệt kê. Ở cột thứ nhất đó là tên các vương quốc cổ. Cột thứ hai đó là thuộc lãnh thổ của quốc gia nào ngày nay. Thứ nhất, vương quốc cổ Pagan. Vương quốc Peru, Vương quốc Tha Tơn đều thuộc Myanmar ngày nay. Vương quốc tiếp theo đó là Vương quốc Hariphunjaya thuộc Thái Lan, một phần của Thái Lan, và Dvaravati nằm trong lãnh thổ của Thái Lan ngày nay. Đại Cồ Việt ngày nay là Việt Nam. Champa một phần của Việt Nam. Tumasik thuộc Singapore ngày nay. Sriwijaya là một phần Indonesia ngày nay. Kalinga cũng là một phần của Indonesia ngày nay. Em hãy trình bày sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á. Từ thế kỷ thứ 2, Phù Nam sụp đổ, thương cảng eo cũng lụi tàn, nhiều quốc gia mới xuất hiện. Sự xuất hiện và phát triển của các vương quốc phong kiến đã tạo cơ sở cho sự phát triển của khu vực Đông Nam Á giai đoạn sau đó, ở thế kỷ 10 đến thế kỷ 15. Phần luyện tập ngày hôm nay cô có câu hỏi như sau. Các vương quốc Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 10 trong bảng dưới đây có vị trí tương ứng với các quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay? Trước tiên đó là tên các vương quốc cổ bao gồm Phù Nam, Champa, Đại Cồ Việt, Pagan, Chân Lạp, Tumasik, Sriwijaya, Kalinga và Butuan. Đây là tên các vương quốc cổ. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu xem các vương quốc cổ này thuộc lãnh thổ của quốc gia nào hiện nay. Trước tiên đó là Phù Nam, quốc gia cổ Phù Nam. Champa, Đại Cồ Việt, thuộc lãnh thổ Việt Nam ngày nay. Pagan, thuộc Myanmar ngày nay. Chân Lạp, thuộc Thái Lan ngày nay. Tumasik, Singapore ngày nay. Sriwijaya và Kalinga, thuộc Indonesia ngày nay. Butuan, thuộc Philippines ngày nay. Câu số 2. Sông Mekong gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ nào ở Đông Nam Á và những vương quốc đó thuộc về các quốc gia nào ngày nay? Sông Mekong gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ Phù Nam, Chân Lạp. Phù Nam thuộc Việt Nam, Chân Lạp thuộc Campuchia. Ngoài ra, sông Mekong chảy trên lãnh thổ Lào, Myanmar, Thái Lan ngày nay. Về nhà các bạn sẽ lên lớp học kết nối để lấy bài, tải nội dung bài xuống và ghi bài và tập.
đồng thời nghe lại lời giảng của thầy cô trên lớp học kết nối, học bài số 12 và chuẩn bị bài số 13 giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 10. Các bạn đọc trước sách giáo khoa bài số 13 cho cô. Bài học tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những tiết học sau.